Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như các bạn đã biết thì ngày 16 tháng 11 năm 2018 thì ba nhà mạng lớn của Việt Nam sẽ bắt đầu cho các khách hàng của chúng ta chuyển đổi giữa các cái thuê bao nhà mạng mà vẫn giữ nguyên cái đầu số đó. Và ngày hôm nay mình cùng chia sẻ với bạn về lý do tại sao lại có cái dịch vụ chuyển đổi này và những cái điều mà lưu ý khi chúng ta thực hiện cái việc chuyển đổi giữa các cái nhà mạng và giữ đầu số nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ đi đến lý do tại sao lại có cái dịch vụ chuyển đổi này và nó có lợi ích gì với người dùng. Thì dịch vụ của nhà mạng mà nếu như họ dịch vụ kém và chăm sóc khách hàng không tốt thì chắc chắn rằng cái tỷ lệ mà khách hàng rời bỏ cái nhà mạng này sẽ tăng cao hơn rất là nhiều. Lý do thứ hai là các cái nhà mạng họ sẽ tích cực tung ra những cái gói data hoặc là những cái gói khuyến mãi nhằm phục vụ người dùng và cũng như là lôi kéo khách hàng về phía của họ. Cái thứ ba là sẽ tăng cái tỷ lệ cạnh tranh giữa các cái nhà mạng với nhau. Và lý do cuối cùng là người dùng sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn, và nếu như các bạn không thích nhà mạng này thì chúng ta có thể chuyển sang nhà mạng khác và sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với những cái việc mà các bạn cần phải lưu ý, những cái thông tin mà các bạn cần biết khi tiến hành chuyển đổi nhà mạng. Thì dịch vụ chuyển đổi nhà mạng này hiện tại chỉ mới áp dụng ở ba nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, Mobifone và Vinaphone. Và đối với những cái thuê bao trả sau thì các bạn không được nợ cước, và nếu như các bạn có sử dụng những cái gói mà đã ký hợp đồng với nhà mạng, ví dụ như gói 6 tháng, 12 tháng thì các bạn phải sử dụng hết cái thời gian này thì chúng ta mới có thể tiến hành chuyển đổi sang cái nhà mạng khác được. Và đối với thuê bao trả sau thì sẽ áp dụng từ ngày 16 tháng 11 năm 2018. Còn đối với các cái thuê bao trả trước thì các nhà mạng họ yêu cầu các bạn là phải đăng ký SIM chính chủ cũng như là các bạn phải nghe gọi hai chiều được đó. Nói chung là chúng ta phải sử dụng hoàn toàn được và không bị dính cái phốt gì hết thì các bạn mới có thể chuyển đổi sang nhà mạng khác. Và những cái thuê bao trả trước này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nói về thời gian chuyển đổi nhà mạng thì các bạn sẽ tốn khoảng 45 ngày kể từ ngày các bạn đăng ký thông tin tới lúc mà các bạn cắt hoàn toàn cái nhà mạng cũ, và các bạn sẽ cần tối thiểu 90 ngày để chúng ta có thể hòa nhập vào cái nhà mạng mới. Điều này sẽ áp dụng với hai nhà mạng, đó chính là Vinaphone và Viettel. Còn đối với Mobifone thì các bạn vẫn sẽ tốn 45 ngày để chúng ta có thể cắt được cái mạng cũ. Và nếu như hòa mạng vào Mobifone thì các bạn sẽ chỉ tốn từ 1 cho tới 5 ngày. Và cái lúc mà các bạn nhận được cái SMS để chúng ta thông báo về cái việc các bạn đã hòa mạng thành công thì cái kết nối của bạn sẽ gián đoạn khoảng từ 1 giây và sẽ kết nối lại sau đó, và tối đa thì chỉ là 1 tiếng đồng hồ đó. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc này. Thì mình thấy một điều còn khá là lâu, đó chính là cái việc chúng ta cắt mạng rồi sau đó hòa nhập vào một cái mạng khác thì cái thời gian của chúng ta sẽ tốn khá là lâu. Và nếu như các bạn chuyển từ Vinaphone sang Viettel thì cái thời gian tối đa mà các bạn chuyển thì sẽ lên tới là 4 tháng, hơn 4 tháng đó, một thời gian khá là lâu. Và trong lúc mà các bạn cắt mạng và hòa nhập vào cái mạng mới thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái dữ liệu của cái nhà mạng gốc, có nghĩa là các bạn vẫn có thể nghe gọi được, vẫn có thể nhắn tin sử dụng các cái dữ liệu mạng được. Và khi nào chúng ta nhận được cái SMS mà các bạn hòa nhập vào cái nhà mạng mới thì chúng ta mới sử dụng những cái gói dữ liệu của cái nhà mạng đó. Còn từ đó tính về trước thì bạn vẫn có thể sử dụng bình thường. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta quan tâm chính là chi phí để các bạn có thể chuyển đổi giữa nhà mạng này và nhà mạng khác. Thì chi phí đã được thống nhất là 60.000, sẽ bao gồm phí rời mạng, phí SIM trắng và thêm một cái phí nữa là phí hòa mạng. Và tất cả những cái chi phí này sẽ chuyển về không, tại vì là trong lúc đầu khi các bạn chuyển thì các cái nhà mạng họ phải đầu tư vào cơ sở vật chất của họ, cho nên là chúng ta mới có cái mức phí như vậy. Còn sau khi đã có nhiều người chuyển rồi thì các cái nhà mạng họ sẽ chuyển về không, tại vì khi các bạn rời bỏ một cái nhà mạng cũ và chuyển sang cái nhà mạng mới thì cái lợi ích
mà cái nhà mạng mới nhận được rất là lớn. Chính vì vậy họ sẽ không thu phí cho các bạn nữa. Và các cái loại phí này sẽ áp dụng cho cái nhà mạng mới mà các bạn vừa chuyển tới, chứ không phải là áp dụng cho nhà mạng cũ. Và để tiến hành chuyển đổi nhà mạng thì các bạn sẽ truy cập vào ba cái đường link mà mình để ở bên dưới của ba nhà mạng lớn ở Việt Nam là Viettel, Mobi và Vinaphone để chúng ta có thể tiến hành đăng ký online, hoặc các bạn có thể cầm chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân ra tại cửa hàng của ba cái nhà mạng này để chúng ta có thể tiến hành việc chuyển đổi nhà mạng. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là đối với những người dùng thuê bao trả trước, ví dụ như mình đang dùng thuê bao trả trước thì hiện tại chúng ta vẫn chưa thể chuyển đổi được, mà các bạn phải đợi tới hết năm nay sang đầu năm 2019, cụ thể là vào ngày 1 tháng 1 thì các bạn mới có thể đăng ký được đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như các bạn có cái thông tin gì hay về cái việc chuyển đổi nhà mạng nữa, hoặc là các bạn có cái điều gì thắc mắc và cần mình giải đáp thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bùi TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và sau khi các nhà mạng chính thức phát hành cái việc chuyển đổi cả thuê bao trả trước và trả sau thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký, cũng như là cái thời gian trong bao lâu thì mình sẽ nhận được cái dữ liệu từ nhà mạng mới và chúng ta có thể sử dụng được nhà mạng mới nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.